Viện lâm nghiệp để mất hơn 2.000 hectare rừng. Vườn thú Hà Nội sẽ nhận nuôi 8 con hổ trong chuyên án ở Nghệ An. Nga chuyển quân Viện Đông đến gần châu Âu. Hãng khổng lồ năng lượng Shell rút lui tất cả các hoạt động tại Nga. Các hãng phim Hollywood cắt đứt quan hệ với nhà nước Nga. Đọc phái viên Ukraine tại Mỹ nói Nga đã sử dụng bom chân không trong cuộc xâm lược. Đài Loan hành động theo phương Tây về động thái loại Nga khỏi Swift và gửi 27 tấn vật tư y tế cho Ukraine. Mastercard chặn nhiều tổ chức tài chính, tuân thủ các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga. Người dân Phần Lan kêu gọi gia nhập NATO bất chấp mối đe dọa từ Nga. Bình luận Cuộc họp lén lút cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có khẩu hiệu mới. Kính chào quý vị, sau đây là nội dung chi tiết của mục tin tổng hợp tối ngày 1 tháng 3 của DKN TV. Thưa quý vị, được giao 3.280 ha rừng để nghiên cứu và phát triển. Trong 17 năm, Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên bị cho rằng đã để mất hơn 2.000 ha rừng. Ngày 28 tháng 2, Sở Tài nguyên Môi trường Đắk Nông đã công bố kết luận thanh tra về công tác quản lý đất đai, bảo vệ rừng tại lâm phần do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên quản lý. Theo đó, năm 2003, đơn vị này được Ủy ban tỉnh Đắk Lắk cũ, nay là tỉnh Đắk Nông, giao 3.280 ha đất rừng, thuộc xã Đắk Lao, huyện Đắk Nông, tỉnh Đắk Lắk, nay là xã Đắk Som, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông. Sau khi nhận đất, rừng, viện đã quản lý thiếu trách nhiệm, buông lòng bảo vệ để mất tổng cộng hơn 2.000 ha, tính từ năm 2003 đến tháng 12 năm 2020. Bên cạnh đó, viện đã không xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng, phương án phòng cháy chữa cháy rừng, vân vân. Dự án lâm sinh của viện thực hiện cũng không hiệu quả, chưa đạt đúng mục tiêu phê duyệt. Theo cơ quan chức năng Đắk Nông, trách nhiệm để mất rừng thuộc về tập thể Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và cá nhân các giám đốc, trạm trưởng, kiểm lâm địa bàn, chủ tịch ủy ban xã qua các thời kỳ. Sở Tài nguyên Môi trường đã kiến nghị ủy ban tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thu hồi hơn 2.100 ha đất lâm nghiệp và hơn 961 ha đất rừng giao cho viện quản lý nhưng bị người dân lấn chiếm. Viện được yêu cầu phải khắc phục hậu quả, xử lý trách nhiệm các cá nhân và tập thể liên quan. Thưa quý vị, Tri cục kiểm lâm tỉnh Nghệ An vừa nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc đồng ý tiếp nhận chăm sóc 8 con hổ đang được gửi nuôi ở khu sinh thái Mường Thanh, Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Đây là số hổ còn sống trong chuyên án được công an tỉnh Nghệ An phát hiện thu giữ khi bị nuôi nhốt trái phép trong nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành hồi tháng 8 năm 2021. Đại diện khu du lịch sinh thái Mường Thanh, Diễn Lâm, huyện Diễn Châu thông tin 8 con hổ hiện được nuôi nhốt từng chuồng riêng, sức khỏe bình thường, trọng lượng mỗi con khoảng 200 kg. Vì đại diện cho hay, chi phí chăm sóc 8 con hổ từ tháng 9 năm 2021 đến nay khoảng 2 đến 3 tỷ đồng đều được đơn vị bỏ ra, ngành chức năng địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để chi trả. Trước đó, đầu tháng 8 năm 2021, công an tỉnh Nghệ An phát hiện 17 con hổ bị nuôi nhốt trái phép trong hai nhà dân ở xã Đô Thành, huyện Yên Thành. Đàn hồ được bắn thuốc mê, bỏ vào lồng sắt di chuyển tới khu sinh thái Diễn Lâm chăm sóc. Tuy nhiên, có 9 con hổ đã bị chết chưa rõ nguyên nhân, 8 con chết lúc di chuyển, một con chết trong quá trình chăm sóc, 8 con hổ còn lại được nuôi từ đó đến nay. Tiếp nối chương trình là những tin tức nóng nhất về cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Thưa quý vị, hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời quân khu phía đông của Nga cho biết, quân đội Nga đóng tại vùng viễn đông của nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận ở tỉnh Astrakhan, tỉnh nằm trên biên giới giữa các phần châu Âu và châu Á của Nga. Các quân nhân Nga sẽ huấn luyện di chuyển đường dài cùng một số nhiệm vụ khác. Nga đã tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tuần trước, Trước đó, Nga đã điều hơn 100.000 quân đến gần biên giới của mình để tập trận. Ở một diễn biến khác. Thưa quý vị, tập đoàn Shell của Anh đã trở thành hãng năng lượng phương Tây mới nhất rút lui tất cả các hoạt động với Gazprom, tập đoàn năng lượng khổng lồ do nhà nước Nga hậu thuẫn. Quyết định của Shell được đưa ra một ngày sau khi hãng đối thủ của Shell là BP từ bỏ cổ phần trong tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Rosneft của Nga, mặc dù BP có thể thiệt hại hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Shell cho biết sẽ kết thúc hoạt động liên doanh với Gazprom và các đơn vị liên quan. Hãng sẽ bán 27,6% cổ phần của mình trong nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng LNG Sakhalin 2 tại Nga. Shell cũng từ bỏ 50% cổ phần của hãng trong công ty phát triển dầu khí Salim và liên doanh năng lượng Gidan, vốn được sở hữu và điều hành bởi tập đoàn khí đốt Gazprom. Salim và Sakhalin 2 đã đóng góp tổng cộng 700 triệu đô la Mỹ vào thu nhập ròng của Shell trong năm 2021. Shell cũng ngừng các hoạt động trong dự án đường ống Nord Stream 2, dự án năng lượng được hoàn thành vào tháng 9 năm ngoái, vốn gây nhiều tranh cãi tại châu Âu nhằm tăng gấp đôi dòng chảy khí từ Nga đến Đức qua lòng biển Baltic. Hãng khổng lồ dầu mỏ ước tính đã đầu tư 750 triệu bảng Anh vào dự án đường ống này. Shell cho biết, việc rút lui các hoạt động tại Nga sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch chuyển sang năng lượng carbon thấp và năng lượng tái tạo. Tính đến cuối năm 2021, tập đoàn có khoảng 3 tỷ đô la Mỹ tài sản dài hạn trong các dự án liên doanh ở Nga. Đại diện hãng Shell thừa nhận về thiệt hại của động thái này rằng quyết định rút lui khỏi liên doanh với Gazprom và các đơn vị có liên quan sẽ ảnh hưởng đến giá trị tài sản của Shell tại Nga. Ông Ben Van Burden, giám đốc điều hành của Shell cho biết trong một tuyên bố Chúng tôi rất kinh ngạc trước thiệt hại tại Ukraine. Chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đó là hành động quân sự vô nghĩa đe dọa tới an ninh châu Âu. Ông Kwasi Kwarteng, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp Anh đã bày tỏ ủng hộ Shell về quyết định rút khỏi các liên doanh. Ông viết trên Twitter Shell đã thực hiện đúng lời kêu gọi thoái vốn khỏi Nga, bao gồm cả nhà máy Sakhalin 2. Giờ đây, các công ty Anh phải thực hiện cô lập Nga. Thưa quý vị, các lệnh trừng phạt được đưa ra nhằm vào Nga dường như lan rộng theo từng giờ với việc các hãng phim Hollywood cũng gia nhập vào làn sóng đó. Disney và Warner là những tổ chức mới nhất cắt đứt quan hệ với nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Và hôm thứ Hai, hãng Walt Disney cho biết họ đang tạm dừng phát hành các bộ phim chiếu dạp ở Nga, bắt đầu với bộ phim hoạt hình Turning Red. Vài giờ sau đó, tập đoàn Warner Media cho biết họ sẽ tạm dừng việc phát hành phim Người rơi ở Nga trong tuần này. Disney cho biết trong thông báo, Chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định kinh doanh trong tương lai dựa theo diễn biến tình hình. Đồng thời, với quy mô của cuộc khủng hoảng người tị nạn đang nổi lên, chúng tôi đang làm việc với các đối tác phi chính phủ của mình để cung cấp viện trợ khẩn cấp và hỗ trợ nhân đạo khác. Học viện Điện ảnh Ukraine đã tạo ra một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi quốc tế tẩy chay điện ảnh Nga và ngành công nghiệp điện ảnh Nga sau cuộc xâm lược. Thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters đưa tin, vào ngày 28 tháng 2, các nhóm nhân quyền và đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ đã cáo buộc Nga tấn công người Ukraine bằng bom chùm và bom chân không. Đây là những loại vũ khí đã bị nhiều tổ chức quốc tế lên án. Tổ chức ân xá quốc tế và tổ chức quan sát nhân quyền đều nói rằng các lực lượng Nga dường như đã sử dụng bom đạn chùm, loại vũ khí bị cấm rộng rãi với việc tổ chức ân xá cáo buộc chúng đã tấn công một trường mầm non ở đông bắc Ukraine trong khi thường dân trú ẩn bên trong. Bà Oksana Makarova, đại sứ Ukraine tại Hoa Kỳ, cho biết với các phóng viên sau cuộc họp cùng các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ rằng, Nga đã sử dụng một loại vũ khí nhiệt áp được gọi là bom chân không trong cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Bà nói, họ đã sử dụng bom chân không, sự tàn phá mà Nga đang cố gắng gây ra cho Ukraine là rất lớn. Bom chân không hay còn gọi là vũ khí nhiệt áp hút oxy từ không khí xung quanh để tạo ra một vụ nổ ở nhiệt độ cao thường tạo ra sóng nổ có thời lượng dài hơn đáng kể so với một loại chất nổ thông thường và có khả năng làm bốc hơi cơ thể người. Không có xác nhận chính thức rằng vũ khí nhiệt áp đã được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, như đài CNN đưa tin, một trong các nhóm của họ đã phát hiện một bệ phóng nhiều tên lửa nhiệt áp của Nga gần biên giới Ukraine vào đầu giờ chiều thứ Bảy tuần trước. Thư ký báo chí tòa Bạch Ốc Jen Psaki cho biết, bà đã xem các báo cáo nhưng không có xác nhận rằng Nga đã sử dụng vũ khí như vậy. Nếu điều đó là sự thật, nó có thể là một tội ác chiến tranh. Bà nói trong cuộc họp báo, lưu ý rằng có các tổ chức quốc tế sẽ đánh giá điều đó và chính quyền của Tổng thống Joe Biden có thể sẽ tham gia thảo luận về vấn đề đó. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, luật nhân đạo quốc tế nghiêm cấm việc sử dụng các loại vũ khí hỗn tạp như bom đạn trùng. Việc phát động các cuộc tấn công bừa bãi giết chết hoặc làm bị thương dân thường cấu thành tội ác chiến tranh. Thưa quý vị, chính phủ Đài Loan cho biết hôm nay 1 tháng 3, Đài Loan sẽ tham gia các động thái nhằm chặn một số ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT và đã gửi viện trợ nhân đạo đến Ukraine để thể hiện sự ủng hộ đối với phe dân chủ quốc tế. Thủ tướng Tô Trinh Sương nói với các phóng viên rằng, Đài Loan đang bước theo sát cùng các đối tác dân chủ trên thế giới về quyết định trừng phạt của mình, đồng thời nói thêm rằng, về SWIFT, chính phủ sẽ hợp tác với những gì các nước phương Tây đã quyết định. Tuy vậy, động thái của Đài Loan phần lớn mang tính biểu tượng vì thương mại của Đài Loan với Nga là rất ít. Đài Loan là nhà sản xuất chất bán dẫn lớn và chính phủ cho biết các công ty chip đang tuân thủ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sang Nga. Ngoài ra, chính phủ Đài Loan cho biết họ đã gửi 27 tấn vật tư y tế đến Ukraine. Đài Loan có tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Lực lượng của họ đã chạy đến hòn đảo này vào năm 1949 sau khi thua trong cuộc nội chiến với phe cộng sản Trung Quốc. Trung Quốc, quốc gia tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ có chủ quyền của riêng mình, cho đến nay vẫn chưa công bố bất kỳ nguồn viện trợ nhân đạo nào cho Ukraine. Vào hôm 28 tháng 2, người đứng đầu một cơ quan liên hợp quốc cho biết, hơn 500.000 người Ukraine đã rời đất nước để sang các nước láng giềng kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào tuần trước. Các quan chức EU cho biết, cuộc chiến có thể khiến 7 triệu người phải di tản. Thưa quý vị, nhà cung cấp mạng lưới thanh toán thẻ Mastercard vào cuối ngày thứ hai cho biết Họ đã chặn nhiều tổ chức tài chính khỏi mạng lưới thanh toán của mình do các lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga về cuộc xâm lược của Moscow và Ukraine. Công ty cho biết trong một tuyên bố, Mastercard sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan quản lý trong những ngày tới. Công ty cũng hứa sẽ đóng góp 2 triệu đô la cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Trong khi đó, công ty công nghệ thanh toán Visa cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang hành động để bảo đảm tuân thủ các biện pháp trừng phạt và cũng sẽ tuân thủ bất kỳ biện pháp trừng phạt bổ sung nào có thể được thực hiện. Hôm thứ Bảy tuần trước, Hoa Kỳ và các đồng minh cho biết họ sẽ có hành động chống lại ngân hàng trung ương của Nga và cấm một số ngân hàng của nước này khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT. Nga gọi các hành động của mình ở Ukraine là một hoạt động đặc biệt. Người Nga đã đổ xô đến các máy ATM và xếp hàng dài chờ đợi vào Chủ nhật tuần trước trong bối cảnh lo ngại rằng thẻ ngân hàng có thể ngừng hoạt động hoặc các ngân hàng sẽ hạn chế rút tiền mặt sau các lệnh trừng phạt của phương Tây. Người dân Phần Lan kêu gọi gia nhập NATO bất chấp mối đe dọa từ Nga. Thưa quý vị, các nghị sĩ Phần Lan sẽ tranh luận về đơn kêu gọi bỏ phiếu gia nhập NATO vào thứ ba tới đây, sau khi một cuộc thăm dò cho thấy sự thay đổi lịch sử tại quốc gia có truyền thống không liên kết sau khi Nga xâm lược Ukraine. Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết trong một bài đăng trên Twitter vào tối thứ hai rằng một cuộc tranh luận đã được lên kế hoạch tại quốc hội sẽ bao gồm việc thảo luận về tình hình ở Ukraine nhưng không nhằm mục đích thảo luận về chính sách của Phần Lan liên quan đến việc liên kết hoặc không liên kết quân sự. Tuy nhiên, bà nói thêm rằng, vì công chúng đã đạt được 50.000 chữ ký cần thiết để kích hoạt một cuộc tranh luận tại Quốc hội, nên việc nghe quan điểm của các bên về việc xử lý vấn đề là rất hợp lý. Bản kiến nghị kêu gọi một cuộc trưng cầu dân ý về tư cách thành viên NATO của Phần Lan đã được đưa ra vào thứ hai tuần trước và đạt được 50.000 chữ ký vào cuối tuần. Một cuộc thăm dò khác do Đài truyền hình công cộng Wiley công bố hôm thứ Hai cũng cho thấy hầu hết người Phần Lan hiện ủng hộ việc tham gia NATO. Đây được coi là một sự thay đổi lịch sử trong thái độ của người dân và một sự thay đổi lớn so với thậm chí chỉ vài tháng trước. Cụ thể, theo cuộc thăm dò, 53% người Phần Lan ủng hộ đất nước của họ tham gia liên minh quân sự, 28% phản đối và 19% không chắc chắn. Ông Charlie Salonius Parsenjak, thành viên nghiên cứu cấp cao tại Viện các vấn đề quốc tế Phần Lan cho biết, một kết quả hoàn toàn mang tính lịch sử và đặc biệt, sự thay đổi rất ấn tượng. Mặc dù kết quả của cuộc thăm dò mới nhất có thể là tác động của cú sốc ban đầu đối với cuộc xâm lược của Nga, nhà nghiên cứu cho biết ông tin rằng sự ủng hộ có thể sẽ vẫn ở mức cao hơn. Bộ Ngoại giao Nga đã thuyết vào thứ Sáu rằng việc Phần Lan gia nhập NATO sẽ có những hậu quả nghiêm trọng về quân sự và chính trị. Phần Lan có đường biên giới dài 1.340 km với Nga, đường biên giới dài nhất trong số các thành viên Liên minh châu Âu. Trong khi cả nước này và nước láng giềng Thụy Điển đều không phải là thành viên NATO, cả hai nước đều là đối tác của Liên minh quân sự phương Tây. Cả hai nước đã nhận được sự bảo đảm từ NATO rằng cánh cửa vẫn rộng mở cho họ, mặc dù Đảng Dân Chủ Xã hội nắm quyền ở cả hai nước đều không có kế hoạch tham gia. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với bài bình luận. Cuộc họp lén lút cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có khẩu hiệu mới của tác giả Trung Nguyên đăng trên Epoch Times ngày 1 tháng 3. Vào ngày 28 tháng 2, Tân Hoa Xã đưa tin rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp của Ủy ban Cải cách Trung ương, đồng thời xem xét và thông qua các văn kiện như ý kiến chỉ đạo về việc đẩy nhanh việc xây dựng các doanh nghiệp tầm cỡ thế giới, thúc đẩy xây dựng doanh nghiệp nhà nước và một số tài liệu khác. Sau khi tài liệu được lưu truyền nội bộ, các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đã chuẩn bị hỗ trợ các doanh nghiệp nhà nước, nhưng đây không phải là một động thái mới. Và việc cứu nền kinh tế hiện tại lại càng khó hơn khi các kế hoạch vẫn chưa được công bố rõ ràng. Bản tin của Tân Hoa Xã không cho biết cuộc họp được tổ chức ở đâu, mặc dù nói rằng các ông Lý Khắc Cường, Vương Hộ Ninh và Hàn Chính đã tham dự cuộc họp, nhưng họ đã không xuất hiện trước công chúng như báo cáo về cuộc họp của Bộ Chính trị vào ngày 25 tháng 2. Trước và sau Thế vận hội mùa đông, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tiếp tục ẩn mình. Nguyên nhân có thể là do dịch bệnh đang tấn công vào giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc hay là do các cuộc thảo luận bí mật về sự thay đổi đột ngột trong tình hình quốc tế đang có nhiều biến động. Trung Quốc dự định quay trở lại nền kinh tế kế hoạch theo Tân Hoa Xã, ông Tập nói rằng chúng ta phải tuân thủ sự lãnh đạo chung của Đảng, củng cố và phát triển khu vực công của nền kinh tế một cách kiên quyết, tăng nhu cầu về công nghệ của các doanh nghiệp nhà nước và tăng tốc việc xây dựng nhóm sản phẩm xuất sắc, thương hiệu nổi bật, sáng tạo hàng đầu và doanh nghiệp đẳng cấp thế giới. Cuộc họp của Ủy ban Cải cách của Đảng Cộng sản Trung Quốc dường như đã quay trở lại đường lối cũ của nền kinh tế kế hoạch. Sự phát triển của nền kinh tế Trung Quốc trong mấy chục năm qua không chủ yếu phụ thuộc vào nền kinh tế kế hoạch và doanh nghiệp nhà nước mà bởi thị trường toàn cầu hóa cũng như sự ra đời lớn mạnh của nhiều doanh nghiệp tư nhân. Nhưng hiện nay, nền kinh tế Trung Quốc phải dựa vào doanh nghiệp nhà nước để ổn định. Điều này đã đi ngược lại với xu hướng phát triển kinh tế toàn cầu. Kinh tế kế hoạch là một nền kinh tế xã hội, trong đó chính phủ và nhà nước kiểm soát toàn bộ các yếu tố sản xuất và giữ quyền quyết định việc sử dụng các yếu tố sản xuất cũng như phân phối về thu nhập. Cái gọi là doanh nghiệp đẳng cấp thế giới không hề mới. Sau khi Hàn Quốc trở thành một trong bốn con rồng nhỏ ở châu Á, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất bắt trước một số tập đoàn doanh nghiệp nổi tiếng của Hàn Quốc và cố gắng tập hợp một số doanh nghiệp nhà nước lớn lại với nhau, nhưng cuối cùng thì tất cả đã kết thúc. Huawei được Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là công ty tư nhân, nhưng nó thực sự nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ chính quyền Trung Quốc và ảo tưởng muốn chiếm thị trường 5G của thế giới. Ngay sau khi bị Hoa Kỳ trừng phạt, nó đã hiện nguyên hình. Liệu Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính của Huawei, có bị truy tố và được trả tự do hay không đã không còn là vấn đề lớn. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sử dụng các phương tiện kinh tế có kế hoạch để đối mặt với thị trường quốc tế, vốn từ lâu đã được chứng minh là không hiệu quả. Vì vậy, nó buộc phải cải cách và mở cửa. Bây giờ, nhận thấy thu nhập của người dân quá thấp, nhu cầu trong nước bị thu hẹp, Chính quyền Trung Quốc không còn cách nào khác là tìm đường ra thị trường quốc tế, nhưng hy vọng rằng các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước có thể thay thế các công ty liên doanh, công ty tư nhân độc quyền và các doanh nghiệp tư nhân lớn và nhỏ sử dụng một số lượng lớn lao động nhập cư. Hiện nay, một số đơn đặt hàng quốc tế mà các doanh nghiệp nhà nước có được hầu hết là hàng cấp thấp. Một số đơn hàng nhập khẩu sao chép và bắt chước công nghệ tiên tiến của nước ngoài, nhưng chỉ có thể đặt hàng từ các thị trường không chính thống với giá cực thấp. Cái gọi là chính sách mới này do Ủy ban cải cách Trung ương đưa ra, nhiều khả năng là một khẩu hiệu kinh tế khác được các bí thư chuẩn bị cho việc triệu tập Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khẩu hiệu đổi mới công nghệ đã được đóng gói lại. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục bị Hoa Kỳ trừng phạt, kế hoạch đại nhảy vọt về chip đã thất bại. Những lời bàn tán ngông cuồng về việc thúc đẩy các doanh nghiệp nhà nước tạo ra nguồn công nghệ gốc và tăng cường cung cấp công nghệ gốc đã không còn được truyền thông của Đảng nhắc đến. Nói cách khác, sau khi nhận thấy đổi mới khoa học và công nghệ không thể thành hiện thực, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải thay đổi nhiệm kỳ của mình. Tân Hoa Xá cũng đưa tin, cuộc họp đã chỉ ra rằng Trung Quốc có hệ thống giáo dục đại học lớn nhất trên thế giới và nó hoàn toàn có khả năng liên tục đào tạo một số lượng lớn nhân tài và thạc sĩ xuất sắc, dạy dỗ hiền tại bằng lòng yêu đảng, yêu nước sâu sắc. Nếu hệ thống giáo dục ở Trung Quốc đại lục thực sự có thể đào tạo ra những nhân tài cao cấp, thì tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại quan tâm đến việc sinh viên Trung Quốc bị cản trở đến Mỹ học tập? Có thể thấy, cái gọi là giáo dục chính trị tư tưởng và khẩu hiệu yêu nước không thể tạo ra những nhân tài thực sự. Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy, lòng trung thành quan trọng hơn công việc thực tế. Vào ngày 28 tháng 2, Tân Hoa Xã cũng đưa tin rằng, toàn bộ hệ thống chính trị gần đây đã báo cáo bằng văn bản với ông Tập Cận Bình rằng, ông Tập Cận Bình đã xem xét kỹ lưỡng báo cáo công việc và đưa ra các yêu cầu quan trọng, đó là luôn luôn giữ vững sự nhất quán cao độ với Trung ương Đảng về tư tưởng, chính trị và hành động kiên định thực hiện chủ trương đường lối công tác của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tân Hoa Xã cũng nêu ra 5 mục để cán bộ ngành báo cáo với Chủ tịch Tập Cận Bình. Người ta đã biết được rằng sẽ không có ai đứng lên phản bác chính sách mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhà nước do các lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đề xuất. Những ai muốn thăng tiến hoặc giữ vị trí trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 cần nhanh chóng tuân thủ và tạo tiếng vang. Năng lượng chính của các quan chức cấp cao Trung Quốc là thể hiện lòng trung thành và vẻ bề ngoài, nhưng không ai thực sự chú ý đến công việc thực tế. Vì vậy đã xảy ra những chuyện kỳ lạ như bà mẹ 8 con bị xích cổ ở tỉnh Giang Tô và trận lụt Trịnh Châu. Sau khi một khẩu hiệu bị thất bại, các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngầm tránh đề cập đến nó, chờ đợi tạo ra một khẩu hiệu mới khác để tiếp tục lừa dối mọi người. Ngay cả khi tất cả các khẩu hiệu đã được sử dụng hết, chúng có thể được sử dụng lại từ đầu. Giới chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể điều hành đất nước trong bao lâu thông qua các cuộc họp lén lút và dựa vào các khẩu hiệu. Thưa quý vị, bản tin tổng hợp tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safe Chat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.